Vinh danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý bà anh chị em, hôm nay Chúa Nhật thứ 26 thường niên và là Chúa Nhật rất đặc biệt đối với giáo xứ chúng ta. Thanh niên các bạn trẻ theo như sự phân công của tất cả trong hàng, hôm nay các bạn trẻ trong giáo xứ Trà Lũ đây được đón Thánh Giá. Thánh Giá là biểu tượng của người Công giáo. Thánh Giá chính là ký cụ chính Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta, nằm ở trên đấy để làm phương dược cứu độ cho loài người chúng ta. Hôm nay chúng ta tôn thờ Thánh Giá Chúa, tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ. Vậy mỗi người trong chúng ta đang hiện diện ở đây cùng với tất cả các bạn trẻ, mọi thành phần trong giáo xứ chúng ta, cùng vừa cung nghinh Thánh Giá từ giáo xứ Lạc Nam về đây để tôn vinh chúc tụng người khen Chúa. Mỗi người trong chúng ta hãy nhớ đến tình thương, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Vậy thì chúng ta cũng dành tình yêu đấy cho tất cả mọi người để noi gương Đức Giêsu Kitô là Chúa, là đấng cứu độ của mình. Giờ đây chúng ta lại quy tụ trước bàn Thánh Chúa để dâng lời tạ ơn Chúa, để thánh lễ chúng ta được đẹp lòng Chúa. Mỗi người chúng ta thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mọi như thế. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong ơn thương người ai nhờ làm và nhung nhiều yêu sâu. Tôi lại tôi, lỗi lại tôi, lỗi lại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin lương bà Maria chọn đời đồng chí cao thiên thần cao thanh và anh chị em vẫn cầu cho tôi sống toàn nhân Chúa. Chúa chúng ta xin đến Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng con cảm tạ Chúa,
ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa, Chúa đã muốn cho con một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ hiệu quả phúc cây thập giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến Chí Tôn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Dân Số. Trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israel mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Môsê rằng: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán mấy thứ đồ ăn vô vị này. Bấy giờ Đức Chúa cho rắn độc đến hại dân, chúng cắn họ khiến nhiều người Israel phải chết. Dân đến nói với ông Môsê: chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi lắng xa chúng tôi. Ông Môsê khẩn cầu cho dân. Đức Chúa liền nói với ông: ngươi hãy làm một con lắng và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị lắng cắn mà nhìn lên con lắng đó sẽ được sống. Ông Môsê bèn làm một con lắng bằng đồng và treo lên một cây cột, và hết ai bị lắng cắn mà nhìn lên con lắng đồng thì sẽ được sống. Đó là lời Chúa. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu
cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicô-nê-cô rằng: Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, chúng ta đang cùng với toàn thể giám hộ sống trong những ngày cuối cùng của tháng Thính Thánh Giá. Và đặc biệt hơn nữa, đối với cộng đoàn giáo xứ Đất Lũng chúng ta hôm nay, và cách tiên là các bạn giới trẻ, chúng ta được đón Thánh Giá giới trẻ của giáo tỉnh miền Bắc để hướng tới ngày đại hội giới trẻ cấp giáo tỉnh được diễn ra trong năm nay tại giáo phận chúng ta với chủ đề Hãy về với thân nhân. Vì thế hôm nay chúng ta được lời Chúa kêu gọi chúng ta đến đây để cùng nhau hiệp dân thánh lễ suy tôn về Thánh Giá Chúa. Ngày hôm nay Thánh Giá được trình bày không phải là dưới khía cạnh của đau khổ hay nặng nề thiết yếu của cuộc sống cần phải vác theo Đức Kitô. Thế nhưng là dưới khía cạnh vinh quang, như cái cớ để những người tin vào Chúa Giêsu tự hào và giảm bớt đau khổ. Trong cái tháng 9 này, giáo hội mời gọi chúng ta suy tôn Thánh Giá và cử hành Thánh Thể là trung tâm điểm của đời sống người Kitô hữu. Nếu một người không có đức tin thì chỉ nhìn cây thập giá không hơn không kém là một khúc gỗ. Rồi nếu người ta có cái nhìn xa hơn, nhưng nếu không có đức tin thì người ta nhìn ở nơi đó một sự thất bại và một sự u nhục theo như những người Do Thái quan niệm. Thế nhưng chúng ta được mời gọi đến để tôn thờ Thánh Giá Chúa không phải là tôn thờ một cây gỗ vô tri vô giác.
Nhưng chúng ta được mời gọi là suy niệm một tình yêu phát xuân từ thập giả. Như bài ca nhập lễ, chúng ta nghe đầu thánh lễ, ca đoàn hát rất hay. Thập giá minh chứng tình yêu, một tình yêu không bến bờ, một tình yêu vô tận. Thế nhưng ngày hôm nay, thưa cộng đoàn, người ta đang giảm nhẹ cái giá trị của thánh giá. Ngày hôm nay thánh giá không còn phải là cái gì được ưu tiên trong việc tôn thờ, nhất là với các bạn trẻ ngày hôm nay, và có khi cả là những người trung tuổi cũng có. Chẳng hạn bây giờ hỏi thật, nhiều những bạn trẻ giàu có, gia đình bố mẹ khá giả, đeo vàng ở trên tay, cũng làm một cái thánh giá đeo ở trên tay, lủng lẳng đi đâu cũng lúc lắc. Rồi trên cổ lắm khi cũng có thánh giá bằng vàng hẳn hoi. Rồi lắm khi cái nhẫn ở trên tay đeo cũng có hình thánh giá. Nhưng mà hỏi, mình có đọc kinh bao giờ? Tối đến ở trong gia đình thì mình có đọc kinh? Hay là nó cụ thể hơn nữa, tất cả mọi người chúng ta, con thì được các cha trong giáo hạt này ủy quyền cho cái việc dạy giáo lý cho các bạn dự tòng. Cái lần đầu tiên, cái buổi họp đầu tiên, thường là hỏi các bạn dự tòng đã đến nhà bạn trai ăn cơm bao giờ chưa, và dạ rồi. Rồi đến nhà bạn trai ăn cơm thì trước khi ăn cơm người ta làm cái gì? Thế thì các bạn trả lời hay lắm, và họ làm cái gì chứ mà con không hiểu được. Đầu bữa cơm họ cứ đưa cái tay phải của họ lên, họ đặt vào ngực có ba phát thôi, rồi họ ăn cơm. Tối nay bữa cơm tối nay chẳng hạn, nhà mình đặt một cái máy quay nó ở xa xa một tí để chiêm ngắm cái việc cả gia đình bố liền mẹ lẫn con làm dấu ăn cơm, làm cái kiểu gì. An tâm, cũng đặt đặt trên ngực có ba phát thôi, không hơn đâu. Thật đấy, nói dối đâu, cứ quay đi rồi biết. Đấy, tuyên xưng một màu nhiệm quan trọng nhất trong đạo, màu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, làm dấu thánh giá trên mình đấy, làm cái kiểu đấy. Bên ngoài đấy, thế thì bên trong mình tôn thờ sao đây? Chúa Giêsu đã không chỉ tự hạ mình để đến với nhân loại trong thân phận là một con người, nhưng hơn thế nữa, Ngài đã tự hiến thân mình ở trên cây thập giá để tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được tuân đổ trên đời sống con người chúng ta. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian, để ai tin vào con một ấy thì được sống muôn đời. Chúng ta đến để tôn thờ, để suy niệm một tình yêu vô tận phát sinh từ thập giá, chứ không phải là tôn thờ hay chiêm ngắm một cây gỗ vô tri vô giác. Cái hình ảnh con rắn đồng từ trong bài đọc một hôm nay chúng ta nghe, dân của Chúa đi làm nô lệ bên Ai Cập, mình biết là nô lệ khổ đến cái cỡ nào, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngủ không đủ giờ, làm không có lương, rồi hơn nữa lại còn phải vì ăn những cái trận đòn vô cớ. Đủ rồi, Thiên Chúa sai Môi-se đến để giải phóng dân người ra khỏi các nô lệ Ai Cập ấy và tiến về miền đất hứa. Dân mừng rỡ, mừng lắm, nhưng mà lại tiếp tục bị thử thách ở trong sa mạc, không có cái để mà ăn, không có cái để mà uống. Rồi đói, người lớn thì mặt mũi thì toàn hoặc đơn quả két, trẻ con thì khóc ý ới. Để mọi người kêu cầu Môi-se, ông phải làm cách gì chẳng nghe để chúng tôi chết đói. Môi-se lại kêu cầu Chúa, Chúa ban cho manna, ăn đến chán thì thôi, tưởng là bánh là xong rồi, thưa không, thèm tí thịt. Lại kêu cầu Chúa, Chúa lại ban thịt cho, chán mà. Từ khi làm thịt như vậy,
người ta biết dùng lửa rồi. Nước thì không có mà rửa, và lâu thui để ăn để tay bẩn, chùi ít quần cho nó hết để chùi luôn cả vào đầu. Cháy lợn bắt đầu nó sinh ra, ngứa. Xin cái gì? Xin nước. Chúa lại cho nước, chán mà dùng. Cứ nghĩ rằng ăn no tắm mát rủ nhau đi tôn thờ Chúa, ngờ đâu ăn no tắm mát rủ nhau làm phản. Úi dồi, đuổi giết Môsê, Môsê chạy mất dạng. Vừa chạy Môsê lại kêu: sếp ơi, sếp xem chân của sếp mất hết vậy đấy. Nhờ em mà sếp cho nó mọi thứ rồi, giờ nó đòi nó giết em đi rồi sếp à. Thầy Chúa, Chúa bảo đứa nào nóng trái tay quá, cho rắn lửa nó ở đâu, ở đâu nó chui ra một bầy, cứ đứa nào mà loa to cắn trước khối đứa chết. Thấy là chân biết lỗi rồi đấy, lại đến kêu cầu ông Môi-se: bác ơi, bác giúp chúng em vậy, không có một chồng em đứt mất, bác xem có cách nào giúp em thí. Môi-se bảo: ok. Môi-se kêu cầu Chúa, Chúa bảo có phải vậy không đấy. Chúa bảo rằng là đấy, vậy thì về xem ai mà có vàng bạc đá quý kim cương nhẫn bạc đeo trên người, tháo hết, tháo sạch, đúc thành một con rắn cuốn vào cái cây vậy ấy, giơ lên và bảo với họ rằng ai bị rắn cắn cứ nhìn lên con rắn đầu khỏi cắt đã phải thuốc đi, còn đứa nào ngoan cố không nhìn nó ăn tám là vừa chết chắc. Tình thương của Thiên Chúa đấy, giận thì giận nhưng mà thương thì vẫn thương. Nếu chúng ta cảm nhận về tình yêu của Thiên Chúa thì không bao giờ, không sách báo nào, không bút mực nào có thể viết hết. Cho nên là Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian, để ai tin vào con một của Ngài thì được sống muôn đời. Vậy thì cái hình ảnh con rắn được nhắc đến lần đầu tiên ở trong sách Sáng Thế của hôm nay chúng ta nghe, và lần cuối cùng ở trong sách Khải Huyền, để nhắc nhớ một hình ảnh tiên báo về việc Đức Kitô được treo trên thập giá. Thiên Chúa yêu thương con người bằng một cái tình yêu nó không điều kiện, cho nên chúng ta đến để tôn thờ thánh giá Chúa là để tôn thờ một tình yêu, một tình yêu không điều kiện. Con người là gì, phàm nhân là gì mà Thiên Chúa cần phải nhớ đến? Thưa, cũng chỉ vì tình yêu, một khi đã yêu rồi thì không cần tính toán thiệt hơn. Vậy thì đời sống con người của chúng ta, chúng ta được mời gọi đến để tôn thờ một tình yêu, và chúng ta cũng được mời gọi là hãy sống cái tình yêu ấy ngay trong cuộc sống đời thường của mình. Cho nên chủ đề đón thánh giá giáo tỉnh năm nay đưa ra cái chủ đề hãy trở về với thân nhân. Thế thì có thể là trong cái cuộc sống này vô tình một lúc nào đó chúng ta trở thành thánh giá, có nghĩa là trở thành cái gánh nặng cho nhau. Có khi chồng trở thành gánh nặng cho vợ, có khi vợ trở thành gánh nặng cho chồng, rồi có khi con cái trở thành cái gánh nặng cho cha mẹ. Có một câu chuyện cũng rất là dí dỏm. Có một cái ông cha dòng tên, ông ấy mời tất cả những người đang sống trong cái bậc sống gia đình, và cũng chỉ mời có mỗi vợ và chồng thôi, vào đúng những ngày 14 tháng 9 đến để lễ suy tôn về thánh giá Chúa, và sau đó là sinh hoạt. Sau sinh hoạt là ăn nghe. Thế thì cuối cái buổi sinh hoạt, ông cha ông ấy giảng nhiều lắm. Ông mới đưa ra một cái trò chơi thế này. Ông bảo mỗi một cặp gia đình làm cho mình một cây thánh giá,
và cả hai vợ chồng phải vác đi chạy một vòng nhà thờ. Điểm xuất phát là đây, và gia đình nào trở về chỗ này trước thì coi như gia đình đó thắng cuộc. Vì gia đình thứ nhất xong khuôn thế không biết, bởi vì ông cha ông bà ông làm một cây thanh đao, chẳng biết là to hay bé, nặng hay nhẹ, dài hay ngắn, màu gì sắc gì đâu. Thế rồi đi ông lấy hai cái que tăm ông chắc vào với nhau, hai cái que tăm chắc vào với nhau, đúng cũng ta nhìn cái thanh đao thật. Hai vợ chồng bác đi chạy vòng nhà thờ. Từ người thứ hai thì lại đi mượn được hai cái chùi trâu, cũng chắc là nó chỉ nó cũng chạy đi cái thế nhá, bác lại cũng chạy một vòng đi về. Có người thì lại có cặp vợ chồng thì lại ngon hơn ấy. Đi kiếm hải kiếm gỗ tương đối đấy, mỗi người miếng thì có khi là nặng và giảm cân, để cũng kiếm vài cái dây buộc vào thành hình cái thanh giá. Để vợ thì bảo thôi em yêu thì em vác cái đít, còn anh khỏe hơn vác cái đầu. Người cũng chạy vòng quanh nhà thôi. Duy nhất có một đôi vợ chồng này đặc biệt vậy. Cô vợ thì thưa rằng xong rồi béo thì còn béo hết, người toan thịt, cân vội cân vàng 90 cân. Còn ông chồng thạch chuốt béo gì béo thế, béo béo rơi xuống ra ngoài. Chưa hết cái đặc biệt, bởi vì ông cha và làm cái gì đó. Ui giời, vào điểm xuất phát cái là ông chồng bế thông đi cô vợ mình vài bát chạy cũng một vòng nhà thờ. Ấy thế là về đến đấy thì ông cha ông hỏi tôi, bảo anh chị làm cây thính giá sao lại anh lại bác vợ anh lên đây làm cái gì. Anh chồng trả lời thế này: dạ thưa cha, không phải hôm nay con vác đâu, con vác 27 năm nay rồi, nặng lắm cha. Có nghĩa là ông chồng ông coi cái bà vợ này như một thánh giá, ông phải vác trong suốt cuộc đời vợ 27 năm rồi. Thế là ông cha ông ngạc nhiên, ông bảo tại sao anh lại bảo vợ anh là thánh giá của anh, nghĩa là sao? Thì trước khi anh ấy giải thích ấy, thì anh trả lời với cái ông cha đó thế này: thưa cha, con sống với vợ con nếu không phải vì tình yêu, không phải vì đức tin thì con đã bỏ nó từ lâu rồi, vác nặng nề lắm cha. Ông cha ông hỏi anh giải thích thêm, thì anh chồng giải thích như này: đấy cha biết đấy, vợ con nó ít thịt vậy đấy, làm thì nó lười chảy thay ra, mà sáng thì nó đòi ăn khoai. Ông cha ông bảo cô hay, sáng ăn khoai thì tiết kiệm chứ còn sao. Anh này anh bảo cha chẳng hiểu gì cả, sáng ăn khoai có nghĩa là khoai ăn sang. Ông cha vẫn không hiểu. Thế là ông cha hỏi về thì nghĩa là làm sao. Anh chồng trả lời thế này: nhiều khi nó vất vả cuộc sống quá, giết con gà, vợ con nó chém hai cái đùi cặp cánh và thêm chữ, còn phụ tùng phần con chưa xong. Lắm khi anh chồng anh bảo nói thật với cha, cha đừng cười vợ chồng con nhé. Lắm khi nó vội chẳng làm được cái gì, luộc trứng, trộn trứng bị lộn, vợ con nó ăn có 5 đôi mà. Trời ạ, cuộc sống đấy vô tình một cách nào đó, một lúc nào đó chúng ta trở thành gánh nặng cho nhau. Cho nên là này chúa tôi, trong cái gia đình kia thì ông ấy thì này khổ lắm, ngơ cộng đoàn à, cũng chịu khó lắm, lao động làm ăn đấy, nhưng mà khổ, ông làm ra kinh tế thì ông nuôi mồm lại nuôi luôn cả mũi. Thành ra bà vợ nhọc quá, năm khi bà phải thốt lên một câu thế này: đời với đời đời, sao Chúa lại gửi cho tôi cái thánh giá bùn thế này. Ông ấy cãi, ông bảo cô mẹ này hay nhỉ, thánh giá bùn nó cháo sao bác. Chúa thôi,
chúng ta hãy trở về với thân nhân. Thân nhân ở đây là ai? Là gia đình, là cha mẹ, là anh chị em. Trong cùng một gia đình trước hết ạ. Có thể nhiều khi trong một cái gia đình ấy không có tình yêu, không có hạnh phúc. Bởi vì gia đình ấy gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi rồi. Vậy thì có thể vợ trở thành gánh nặng cho chồng, chồng trở thành gánh nặng cho vợ, rồi con cái trở thành gánh nặng cho cha mẹ. Thế thì giáo hội mời gọi chúng ta, Đức Kitô mời gọi chúng ta hãy trở về với thân nhân và mang đến cho thân nhân một niềm vui, một niềm hãnh diện, thật giá minh chứng tình yêu, một tình yêu vô tận. Chúng ta hãy trở về với cái môi trường sống của mình để mình mang đến cho cái môi trường sống ấy một niềm vui, một niềm hạnh phúc trong cái đoàn thể của mình cũng như vậy. Cho nên thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, chúng ta hãy ngước nhìn lên thánh giá của Chúa Giêsu. Ngài đã dùng chính thánh giá để mà biểu lộ cho toàn thể nhân loại này cảm nghiệm được một tình yêu không có điều kiện, một tình yêu không cần tính toán so đo thiện hơn. Vì thế chúng ta hãy đến với thánh giá của Chúa để xin nguồn tình yêu phát sinh từ thập giá ban cho tất cả các bệnh nhân ở trong công đoàn giáo xứ chúng ta được ơn an ủi, được ơn nâng đỡ. Và chúng ta cũng xin nguồn tình yêu tuôn trào từ thập giá của Chúa ban cho tất cả các gia đình trong xứ đạo chúng ta được bình an, được hạnh phúc. Nhất là xin tình yêu của Thiên Chúa hàn gắn những cái vết thương, những cái rạn nứt, những cái đổ vỡ trong đời sống hôn nhân và gia đình đang có nguy cơ là tan nát. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để mỗi một ngày chúng ta tăng thêm lòng yêu mến Chúa, yêu mến tình yêu, tôn thờ tình yêu nơi thật cả. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho mỗi người chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, khi giáo hội suy tôn thánh giá và giáo hội suy tôn tình yêu Thiên Chúa ba ngôi dành cho loài người, với tâm tình thờ lệ, mến yêu và tha thiết muốn phát thánh giá theo Chúa Giêsu, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Con một của Chúa Cha đã tự nguyện đón nhận thánh giá làm phương thế cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho giáo hội luôn trung thành với sự vụ rao giảng và làm chứng cho Đức Giêsu chiều đông đinh để cứu độ nhân loại. Xin Chúa nhận lời chúng con. Khi ta bị trăng lên, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người khi nhìn lên cây thánh giá nên nhận ra khuôn mặt của con Thiên Chúa đang chịu đau khổ để đền thay tội lỗi muôn người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dùng cây thánh giá mà cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp đau khổ luôn thông tin vào Chúa và nhận ra rằng Chúa cần đến những khổ đau của họ để hoàn tất việc cứu độ loài người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu chịu trong chính thánh giá làm linh dược chữa lành mọi bệnh tật tinh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu nghiệm ra tình yêu của Chúa nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh để được ơn hoan cải và ơn tha thứ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, con của Chúa đã từ hà sống phục tùng đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Xin cho chúng con luôn sống vâng phục, yêu thương và tận hiến,
noi gương khiêm nhường của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà thôi. Tất cả các con này nhận lấy mà ăn, vì này là mình đầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể đứng đây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con này nhận lấy mà uống, vì này là chén máu này, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con này làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là một nghi âm đức tin. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chư tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi đông phần mình và báu Đức Kitô được quy tụ lên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin để đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong nước Mỹ cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hội Tô Ba chúng con và đoàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa chúc lành và ban bình an cho tất cả mọi người chúng con, đặc biệt giới trẻ của giáo xứ chúng con và các bậc tiền nhân thân nhân mà Chúa đã bỏ ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa để cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong điện hy vọng sông lai và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương anh sang tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con. Thầy
ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn về đức tin vô ôi Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen. Ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con hưởng nhờ ơn cứu chuộc, nhờ cây thập giá ban có cung trường sinh, và Chúa đã nuôi dưỡng chúng con nơi bản địa thánh thệ. Xin hướng dẫn chúng con ở đời này, hầu mai sau chúng con được phục sinh cùng Chúa và được hưởng vinh quang bất diệt. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Con đang gọi Phi Cha và cộng đoàn an toàn. Trọng kính Phi Cha, kính thưa cộng đoàn. Hôm nay giáo xin chúng con rất vui được đón các cha đến đây để cùng cung nghi thánh giá với cộng đoàn giáo xin chúng con. Con xin nghe lời cho toàn thể giáo xứ, cây nên các bạn trẻ xin chân thành cảm ơn quý cha vì tình thương các cha đã đến đây kiểm dương tiên lễ để cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con. Xin chân thành cảm ơn quý chức, quý bà, anh chị em, tất cả mọi người, các ban ngành đoàn thể, các hội đoàn, ban âm thanh, ban ánh sáng, cũng như một số các bạn trẻ thuộc giáo xứ Lạc Mang, giáo xứ Thuận Thành, giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng, giáo họ Đồng Tâm, giáo xứ Minh Đường, giáo xứ Phú Ninh, giáo xứ Thanh Thủy, giáo họ Chứng Nhân, giáo họ Giáo Phong và rất nhiều những người đã hiện diện lên đây cùng chung vui với chúng con trong thánh lễ cũng như chung vui với chúng con trong việc phụng linh thánh giá Chúa. Còn xin thay lời cho cộng đoàn và nhân viên bạn trẻ trong giáo xứ xin chân thành cảm ơn quý cha và xin cảm ơn cộng đoàn. Tối nay vào lúc 7 giờ, giáo xứ chúng con có chương trình văn nghệ Thêm Nhà Lá Bí. Chúng con kính mời tất cả cộng đoàn cũng như tất cả mọi người đến đây để chung vui với chúng con trong buổi tối văn nghệ vào lúc 7 giờ. Chúng con xin kính mời. Từ giờ đây chúng ta đến đây để đẹp văn lành của Chúa. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy xong, chúc anh chị em đi về bình an.